Trung Kiên Moto chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh mua bán và phục dựng huyền thoại Win 100 nhá. Hôm nay có bác Lực với bác gì nhỉ? Thành. Bác Thành là hai anh em bạn bè đúng không? Đấy. Thì hôm nay là hai bác đi con Santa Fe đến nhà em đây, màu trắng đây. Em vừa quay đoạn đầu rồi. Thì bác ấy đầu tiên đến đây là chủ yếu đặt xe thôi. Đặt xe, chủ yếu đặt xe để dọn. Nhưng hiện tại nhà em đang quá tải là phải ít nhất phải chờ 3 đến 4 tháng. Nhưng bác thì bác vẫn chờ được đúng không? Nhưng em có nói là bây giờ có một con xe này của bác Huy này. Bác ấy mua con xe trên 100 triệu nhà em. Đúng không? Bác có nhượng lại cho em mà hôm đấy trên video cô nói đấy. Là biển con này là đuôi 78 nhá. Nhớ đuôi 78. Đấy, thì bây giờ bác ấy đến nhà em bác chốt con xe này và em cam kết cho anh em nhá. Bắt đầu cam kết này, quan trọng này. Đồng hồ zin này. Đấy, để ngày mai bác có như nào biết này. Đồng hồ zin này, bình xăng zin này, tiên zin này, tay giáp zin này, bốn củ sinh nhan zin đẹp này. Đấy, bô zin nhá, bô này gọi là bô đời cao, bô đồ chót của xe thanh lý công an ra đấy. Mới có bô đít nữa nha. Thụt sau zin, thụt trước zin. Đấy, pha đèn zin, kéo đèn zin. Đấy. Củ máy, toàn bộ củ máy này nhá, toàn bộ máy này. Bác trai tận Hà Nội đến mua xe nhà em đây anh em này. Đấy, bác lại đi thử xe này. Đấy. Bác thấy đây nào. Thấy chưa? Quá đẹp luôn. Bô này nó nghẹt. Đúng rồi. Để lấy một con bô zin này nhá. Bác phải ưng hãng thì mới lấy bô zin. Ví dụ bác phải ưng hãng. Bác khách ở trên Hà Nội xuống nhà em xem chiếc xe nhà em luôn. Nếu bác lấy chiếc xe được là nó quá đỏ luôn ấy. Là vì chiếc xe này của em là chiếc xe bác cho đại gia. Bác có đổi từ chiếc xe mộc hơn 100 triệu. Bác dọn con này tâm huyết xong bác đổi, bác lên đời. Đấy cho nên là không phải ai cũng có duyên để mua chiếc xe này. Mặc dù cả hàng em hiện tại đang không nhận thêm xe dọn, nhưng không biết tại sao bác đến ấy, bác rất là có duyên. Bác còn đi cả Harley anh em ạ. Đấy, bán cả Harley thì mua Win. Anh em thấy chưa? Harley nó quá nặng. Đấy. Cái tiếng bô xịn nó khác hẳn luôn anh em ạ. Đấy, thực tế luôn đến nhà anh em này. Tai nghe mắt thấy tay sờ vào nhá. Đấy. Đấy. Bác nghe tiếng bô xịn nó khác hẳn chưa? Anh em nghe tiếng bô xịn nó sướng không? Nó lổ từng tiếng này anh em này, đây nhá. À anh em này, bác nghe nhẹ thôi. Đấy. Đấy. Ga bô bác nghe em ga này, bác nhìn này. Nhìn này. Đấy. Oản oản. Đấy. Riêng bác đến nhà em này, ưng cái gì hay chưa cái gì bọn em đều khắc phục hết. Đấy. Con này biển đẹp anh em nhá. Phát tài phát lộc này. Đầu 89 này. Đấy, đầu 89 nhá. Bác thấy nó lổ từng tiếng không? Này. Từng tiếng luôn anh em này. Bít bô lại này. Không một tiếng động luôn. Đấy. Còn này. Anh em thấy chưa? Tiếng bô dị nó khản chưa? Đấy. Hai bác hãy đến nhà em mua xe. Chưa biết có thành công hay không nhưng mà quan trọng mình phục vụ hết mình thôi anh em nhá. Đấy. Bác trai nghe an nhá. Em mà gạ gấp mãi cũng được đấy, để lại cái xe này. Một trước đúng rồi, 2 3 4 sau. Bác nếu mà bác lý dụ nhá, ví dụ mà bác chết máy nhá. Ví dụ bác chết máy bác ấn hết về trước xong bác vẩy phát ra về mo luôn. Đấy. Đấy. Đi đi. Anh em đợi cái kết cho hai bác về rất nhẹ nhàng nhá. Đấy thấy chưa? Tiếng bô sướng, vít khỏe lên mới sướng. Phát này là phát vít này, phát này vít khỏe phát nó ổn phát. Đấy anh em nhá. Hai bác đi con Santa Fe đến nhà em mua. Hai bác có đi con Harley anh em ạ. Đấy bác còn bán Harley đây Santa Fe đây nhá. Biển 1427. Bác tên là gì nhỉ? Bây giờ quên không nói tên. Anh tên là Lực. Anh Lực, ok anh Lực. Okay. Anh kia tên là gì? Thành Lực. Nếu được là cho con Santa Fe lại về luôn, mà không thích thì em cho lên con bán tải của em luôn. Đấy cho con xe đầu giám đốc đít công nhân luôn. Đấy. Đến nhà em này quay video hơi mộc một tí thông cảm anh em nhá. Đấy. Ok. Chào bác đi thử về ạ. À, anh em nghi tiếng bô chưa? À. Không không, bác ấy dìm nó thế đấy. Dìm xuống nó thế đấy. Nó ăn điện là điện nổ mà. Bác tắt đèn đi hộ em cái. Bác tắt đèn đi. Trông nó về lại bóng nguyên bản. Đấy, bác nghe tiếng nổ từng tiếng như thế. Dòng này thì nó không thể như Harley được bác. Đúng rồi. Bác hay mà. Đấy, bác có cần xem này video bác đang đi không? Đúng rồi.
dù mua hay không tối nay em vẫn đăng video lên. Đấy nhá, bác lúc mà phải ra vít ra nhá, bác lên vít phát cho em. Đấy, vít lên. Đấy, đấy, nó phải như thế. Đấy, đấy, bác nhìn này. Ôi ông xe công này, đang quay video ông xe công đến đây, may quá vẫn quay được. Anh em đợi cái kết nhá. Đấy, dù lên hay không em vẫn quay video cho anh em. Đừng quẹt vào xe em này được. Đấy, bác đây anh em nhá. Đâu rồi, đâu rồi, bác đâu rồi. Đây, đây, đây. Trông, trông bác ngồi xe rất hợp đấy. Chơi đi. Đấy. Em này em nói thẳng luôn, em chỉ cộng cà phê 5 triệu không nói nhiều. Đấy, trước mặt các bác. Vâng. Kể cả em bảo hành cho bác mà, em sợ gì. Đấy. Thực ra tiếc mua cái bồ thôi. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Dắt nó nhẹ. Đến nhà em là dù ngon dù không ngon em đều bảo hành. Kể cả bác về nhà vẫn bảo hành. Đúng rồi. Chỉnh đi em ơi. Chỉnh cho bác giúp bắp đấy. Vì cái này là cái bác chạy. Tất cả nhá. Tất cả này, dây côn, dây ga vanh này, này, tất cả là bác cái thay mới tinh xịn hết. Và bác ấy đi một thời gian đấy, bắt đầu nó giãn sắp bắp ra, mình phải chỉnh lại. Bác này là bác trai hơn 100 triệu, không phải ít đâu. Đấy. Thật sự là không, nói thật, trên mạng này không muốn bán ra đấy. Lãi, lãi là lãi rồi. Biết em mà nói bác giá khác. Đấy nhá bác Huy nhá. Bác Huy ơi, con xe của bác ấy đang giải video như này lãi đúng 1 triệu Huy nhá. Đây cái video này đăng lên nhá. Đang lãi đúng 1 triệu. Mới bây giờ chỉ cần tháo cái bồ ra phát là kể cả bán cho bác không lỗ. À không lãi em bạn Thảo. Coi như em lãi mỗi cái bồ. Thế bảo nó lãi mỗi cái bồ thôi mà. Đấy lần sau anh em em mang cái bồ vip quá thật sự. Vì nói ra thì mang tiếng. Anh em ạ. Cái bồ đít noe này. Đấy đít noe anh em nhá. Này bồ này. Riêng cái thân bồ này có người ra ngoài sẵn sàng giả 8 đến 10 triệu cái bồ này luôn. Em nói dối tí nào luôn mà. Em nói tiếp mỗi cái bồ thôi. Các bác lên lên hy sinh cho em chứ đừng để em hy sinh cho bác. 1 triệu không là cái gì đâu thật. Em tiếc mua bô, em nói thật tình mà em rất muốn bán. Em lại đây em đang livestream trực tiếp nhá. Chứ không phải là em gì đâu. Anh em mình nói chuyện với nhau này đang quy video hết. Đây bác Huy nhá, bác Huy người An nhá. Em lại đúng 1 triệu bác Huy nhá. Lại đúng 1 triệu. Đấy bán con xe lại đúng 1 triệu không ai tin. Con giao lưu cái gì thôi. 1 triệu thì nó không phải vấn đề nhưng mà đấy anh đã mua là mua thế nhưng mà OK, thích cái lọc phát cho nó đẹp, số đẹp thôi. OK nhá, thế là xong. Chỉnh chọn lại cho anh nó ngon lành đi trong người đánh chuyển tiền nhé. Anh biết có đăng ký gì thì như nào nhỉ? Đăng ký có hết đầy đủ mà. Giấy tờ viết có mã số kinh doanh. Anh em ạ, đấy bây giờ một mình em bây giờ tự quay video. Đấy, tự diễn một mình. Đéo nó lên tivi này anh em ạ, chết mẹ rồi. Sao mà đứa nào ra quay video ta lên tivi với bác tí. Được 1 triệu bạc này được lên màn hình đi. Tốt tao ăn thịt mày luôn. Quay video lên mạng ngại chê. Ít nhất phải lên màn hình tí. Được 1 triệu phải lên màn hình tí. Không phải chú lên đi. Em có chia sẻ, lấy cái mic đi thôi. Anh Cường mở chìa khóa lấy cái mic cho xe. Thật sự chia sẻ các bác này. Lãi là người bán rồi. Thực sự có xe này bán còn trực tiếp. Nhưng ngược lại em nói thật các bác tại sao xe biển nhiều khi lên mai ấy, sau này có xe cứ bán đi bán lại nó buồn cười lắm. May đấy em che bác ấy, nhưng mà nếu bác xem kỹ cái video của bác mà các bác xem kỹ video của bác anh Cường ơi có trong em ấy đây rồi thì đây này bác cái sinh năm 78 nha. Đây này anh Cường bác cứ xem đây rồi video bác của bác đại gia đấy đây rồi cho tôi mở cho xem bác về đến nhà rồi bác biết bác sinh năm 78 đuôi 78 đấy. Đầu 8 đuôi 8 79 em khẳng định bác không ở bán giờ đấy. Đúng không em? Đúng không? 89, 79 89, 79 thôi. Xe này. Tối nay anh em nhá. Hôm em mua con ô tô của cho bà chị con gì đấy, con 3008 ấy. Bảo tối nay về làm con 3008 ra. Về con này số biển cũng đẹp quá đẹp luôn bác Sương vào lấy giấy tờ lấy đúng tờ giấy lên luôn viết luôn
thực sự với mấy các bác là đáng chiếc xe này. Đúng là đấy, đây em đang like nhá, em nói thật thì em không không phải là không muốn bán, mà là nó đơn giản là cái con xe này con em muốn để trước cửa hàng, người ta nghe lỗ, bắt thêm nó lấy tay giật em mới lỗ thì nó đố được. Chưa cái dòng xe này các bác cũng chả được, như khi thích về mà chán rất là khổ. Chưa không bán này các bác người đang thắng với em. Em bán, em thích các bác ở chỗ nào bác đến này, rất là nhanh gọn. Không vòng vòng. Chưa xem con thứ hai. Bảo đây là cái bảo cái chú là chính. Ông trông em mồi em hết chứ. Cái gì gì em nói hết chứ. Mua bằng như thế thì chứ. Trông cái gì gì em nói hết chứ. Nhưng thật ra mà đang thích chơi thì biết chó thì nó cái gì sợ bác về bây giờ gặp ông nào đấy ông ối trời ơi ông ngồi ông phán là mệt. Không. Còn bác yên tâm là nhà em mua bán này em rõ ràng công khai. Thợ mua vừa bán. Đấy, em còn đang bị một cái phốt trên mạng xã hội. Còn theo này để trông em nói cho nó to hơn. Tại sao hôm nay tai bà to thế đấy? Giờ cái gì thỏ à? Thỏ và cái gì đấy? Đấy, có cả lên mạng luôn, có ngay à? Đâu, ông này không anh khác. À. Dẫn phát lỗ luôn đấy. À cái này khác. Khác. Nói con này dẫn tay nhẹ phát lỗ. Gửi nhẹ phát lỗ. Dẫn cả công an, dẫn cả tòa án, tức là toàn anh em chơi với nhau ấy. Đến mà xem xe các kiểu. Mình là thôi bác công an này bác đừng vào hình của em. Nó có cái hình công an nó buồn cười ấy. Hay. Đấy, 70 triệu đấy. Ủa ông ấy rồi, 70 triệu. Nhưng em khẳng định với bác nhá. Nếu mà con ấy đăng lên 70 triệu, con này nếu bác đăng 70 triệu không ai mua. Em khẳng định không ai mua. Đúng rồi. Không ai mua con này 70 triệu luôn. Nhưng mà đấy là thực tế. Đây là bác Việt. Không, cái này đều cái đồ tầm của bác 100 để gốc phát là như nào. Thì tất nhiên. Nó này khác. Và trên xe không có hai từ sơn. Cái đấy nó là được quyền sơn à hay là số bắp phải đẹp. Hàng nó nét. Còn dòng Win này, Tôn Dinh này ra số con nào cũng được. Máy thì nó cũng ra chứ nó. Ừ. Thôi chết rồi anh em mới mất rồi, mất con xe công vụ rồi. Mất con xe để cho anh em thử rồi. Em chưa? Đấy, bác nghe này, nghe chứ. Khi mình nạp lại số bắp phải nghe tiếng nổ nó khác hẳn như này. Còn côn con này nó phải hơi dẻo một chút mới là win. Nhưng các bác muốn không dẻo nhá, lại phải vào lên 5-7 triệu nữa làm bộ côn. Nhưng mà cần gì đâu, nó đang ngon anh mở 10 con xe win ra thị trường giờ thì nó phải tầm khoảng 8 con phải dẻo nhẹ. Còn bác đi dẻo như máy bay thì không tính. Đúng không ạ? Mình rõ ràng còn với quan điểm của em là zin, em nói là zin. Chốc lên ra kia làm video nói rõ luôn zin nô như nào nói rõ. Em không thích lòng hoàng. Xong em chuẩn bị nhá, mua một thằng Phi đi lấy cái chăn đấy. À cái này này, cái ni lông này em ơi. Dạ. Cái ni lông này xong. Ni lông này lột ra này anh em này. Lấy cái dao nam xé nó đi nhá. Xé nó đi, đây khi đổ xăng nó vào đấy. Ừ. Xé nó đi. Khóa một chìa hết anh nhá. Cái này là bình chăng là dán ni lông hết à? Vâng, dán ni lông hết rồi. Xé này đi. Thế mang con bán tải của anh đấy. Đi cho phát xe sao rồi. Ờ, thì lại ngon. Không sao TV này cho được. Lấy cái dao nam xé này đi. Đi mua cái cắt. Thôi em chở quen em chạy cho tí thế là được. Chạy tí thì bác mất tiền xăng đấy. Không em không có lãi đâu. Nói không cả một hai là hai. Không được. Như thế thì khác gì em đang không nói lòng vòng. Thế này em không được. Thế thì khác gì? Một là một là có nghĩa là coi như vẫn thế thì không được. Đúng không? Ở đây vẫn hèm cái này này, đây này, kia đây, này. Vẫn có cái này nói to lắm đấy. Nó to lắm. Nó bảo lộc phát rồi này. Nó lộc phát thì không nói chở, chở ăn Santa Fe thôi. Thôi nói đi nói lại làm gì. Không nói lại. Bảo không, giao lưu thử một cái. Không, em không chở thật mà. Em giá này không chở đâu. Kể bác không lấy em vui vẻ. Chân tình là không lấy em vui vẻ thôi. Vì em không đã bảo là gần như em mua bán con xe này là gần như là nó hiểu là nó vào cái thế rồi. Con này chia sẻ bác là chốc cần thì em cho anh chở cho bác thôi chứ còn em không chở. Mà con xe TV cho lên được mà, hạ nhẹ nhàng luôn. Vướng, vớt. Không vướng một cái gì luôn. Từ cái cốp nó nhỏ, hơi đâu. Em con xe TV em chở mà. Em chở con này suốt mà. Chở bằng con này à? Chở con này suốt. Từ chở bằng con bán tải kia. Không, ý là trước em chở con này suốt. Ừ. À, trước em chở con xe TV suốt. Thế con này đi bán tải thì ngon quá nhỉ? Đi đâu lấy luôn. Đúng rồi, chủ nghĩ xuống chơi. Xuống lại đặt chú này chú Nam. Đúng rồi. Nam thì mấy tháng nó biết rồi. Chú được chú bảo đấy. Nếu mà đặt Nam thì mày phải mấy tháng. Có nghĩa nếu mà bác không vội nhá, bác muốn chở thì ngày mai em lên Hà Nội em tặng bác chở.
còn chốc em quay video lại xe. Mai chở cũng được. Được không? Được. Cũng đấy, cho nó thoải mái. Không để mai bao nhiêu, mai đẹp không? Mai ngày mùng 10 à? Mai 10. Ui, mai 10 quá đẹp. Được rồi, tặng bác chở. Mai đang lên đấy em lên trước độc cầu Long Thù ấy. Em lấy hai con xe ở đấy, mình em mang con xe ở. Đây này, em mang con xe ở đây này, này về này. À điện thoại kia mang con xe ở cái gì Đống Đa ấy, mang về dọn cho khách nữa. Vì em đi đâu là phải có chuyến chứ bác phải tự dưng người trả lên trên đấy mà. Nó buồn cười, nhưng mà tiện đường thì trả tặng các bác. Trông nó ra kia anh em mình làm video phải ghi âm lại hết cái đoạn xe này để không sợ mất nọ mất kia. Không đến lúc ấy, bác để đây tâm lý các bác cũng không thích. Ơ em nói thật. Nhưng mà em đang làm ăn trên mạng thì em phải ghi âm lại, quay video lại. Để cho bác khi bác nhận xe bác ơ kia ơi, lúc anh nhận cái này nó là zin, nó mềm thế này mà sao giờ nó cứng thế. Đúng không? Tiền anh chuyển rồi nhưng mà không phải đâu bác. Tiền nó rất quan trọng nhưng đôi khi lên trên mạng uy tín nó quan trọng lắm. Thôi uy tín là chính. Ok, tạm đêm mai chốc là xử lý cho bác, không sao đâu. Đi ra ngoài này làm cái video để quay video lại. Trông nó về nhá, phải đánh bóng hết cho bác ấy, đừng để này, người ta nhìn vào cái xe không phải ít tiền, nhìn nó bôi bác. Đúng không? Kể cả lột ra thay ni lông hết cho bác ấy. Đúng không? Bác không nhận không? Cho bác cầm giấy tờ trước. Giấy tờ đâu anh Cường ơi? Xăng này chưa, để anh đi anh chạy cũng được. Đâu thì chạy bắt về luôn. Ở đấy tùy bác. Đâu, chạy làm gì? Thôi, à? Chạy làm gì? Quay video lại được mà chạy làm gì? Không sợ đâu, em... Không sợ là chạy gì nhưng mà... Ở đi thôi. Tội gì em chở, em chở trận nơi cho bác. 50 cây thì xếp tưởng 50 cây cơ mà. Đằng nào nó mai nó chỉnh cho bác ấy. Trung Kiên Moto chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh mua bán và phục dựng huyền thoại Win 100 nhá. Hôm nay có bác Lực với bác gì nhỉ? Thành Thành. Bác Thành là hai anh em bạn bè đúng không? Đấy. Thì hôm nay là hai bác đi con Santa Fe đến nhà em đây, màu trắng đây. Em vừa quay đoạn đầu rồi. Thì bác ấy đầu tiên đến đây là chủ yếu đặt xe thôi. Đặt xe, chủ yếu đặt xe để dọn. Nhưng hiện tại em đang quá tải là phải ít nhất phải chờ 3 đến 4 tháng. Nhưng bác thì bác vẫn chờ được đúng không? Nhưng em có nói là bây giờ có một con xe này của bác Huy này. Bác ấy mua con xe trên 100 triệu nha em. Đúng không? Bác có nhượng lại cho em mà hôm đấy trên video em có nói đấy. Là biển con này là đuôi 78 nhá. Nhớ đuôi 78. Đấy, thì bây giờ bác ấy đến nhà em bác chốt con xe này và em cam kết cho anh em nhá. Bắt đầu cam kết này, quan trọng này. Đồng hồ zin này. Đấy, để ngày mai bác có như nào biết này, đồng hồ zin này, bình xăng zin này, tiên zin này, tay giáp zin này, bốn củ sinh nhan zin đẹp này. Đấy, bô zin nhá, bô này gọi là bô đời cao, bô đồ chót của xe thanh lý công an ra đấy. Mới có bô đít nữa nha. Thụt sau zin, thụt trước zin. Đấy, pha đèn zin, kéo đèn zin. Đấy. Củ máy, toàn bộ củ máy này nhá, toàn bộ máy này. Đấy, nó là zin. Nó là zin tức là Honda chứ không phải là zin máy zin, nó khác nhá. Mình làm lại mới. Đấy, từ cần số cả động zin hết, chân chống đứng, chân chống phụ, để chân. Đấy, càng. Đấy, chắn xích. Đấy. Tất cả mọi thứ trên xe này, chốc em sẽ quay chi tiết cho anh em để giữ lại cái vết nhỏ đấy. Ví dụ sau này như thế nào tránh ngược ngày mai em ship cho bác chẳng hạn. Đấy em nói thật, trên mạng mình rõ ràng, chẳng may ngày mai em ship cho bác nhưng mà tối nay về nhà em tháo ra thì sao? Cái bô này nó bị tí này có giấy lại. Kệ nó. Kệ nó. Nó là zin mà. Em bảo rồi, nếu mà ship lại thì đơn giản nó mất giá trị của của bô anh nhá. Đấy, bây giờ anh em tổng mạng cùng chứng minh của em nhá. Đây là bác Thành. Thì em hỏi bác này, thứ nhất là bác là người không biết em là ai, bác lên trên mạng bác biết đến em và hôm nay đến nhà em là thực tế tại cửa hàng nhà em nhìn anh em thợ làm và bác đi thử chiếc xe này đấy, từ lúc cái bô lô đến lúc bô zin thì cho em xin cái cảm nhận là bác ưng cái gì chưa, tất cả hình thức ưng chưa. Còn riêng kể cả về nhà nhá, bất kỳ lỗi gì, ví dụ như chảy dầu hay bất kỳ lỗi gì, côn hay bất kỳ cái gì, em vẫn đứng ra bảo hành cho bác. Nếu lỗi nặng em lên tận nhà bác em trở về em làm okay, lại miễn phí. Thế là chuẩn. Còn nếu mà lỗi nhẹ thì bác có thể ra quán gần nhất, người ta xử lý hết bao nhiêu tiền, hết bao nhiêu tiền em chuyển cho bác và cái người thợ đấy người ta sẽ bảo hành thay em vì ở xa. Rồi, đúng chưa? Okay, okay. Đấy, uy tín hàng đầu. Uy tín hàng đầu. Đấy còn về tiền thì nó trên mạng xã hội ấy, nó chỉ có cao thôi. Rồi. Cao chứ không đắt đâu nhá. Cao. Mình bán cao bác chấp nhận cái giá đấy, cái giá bán thế này bưng không? Ừ, thế là xong. Chứ còn về nhà với công việc nó cũng khó nói lắm. Rồi, thì em xin phép gửi bác cái đăng ký giấy tờ. Okay, tất cả. Em cam kết cho anh em con xe này biển 33K18978. Đấy, đọc một lần duy nhất thôi. Là an ninh chuẩn chỉ trọn đời trong quá trình biết sử dụng, bất kỳ lỗi gì đến an ninh em chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ví dụ anh mà muốn sang tên bác là sang tên, hả? Em sẽ cho anh Tiến người Hà Nội, anh ấy sẽ rút hồ sơ vào tên bác. Nhưng theo em biển này bác sang tên mất giá trị của nó. Bác hiểu chưa? Đấy, còn bác sang tên vẫn hỗ trợ cho bác. Nếu bác gần đây này, bác đến tìm nhà ông này tìm luôn. Nhà biển này nó vẫn là đời cao rồi mà. Cái này đời là đời 97. 97 là ông nó vẫn sống đấy. Đúng không? Đấy. Chứ không phải mấy cái đời mà
ba số đâu là khó tìm lắm. Này dễ tìm. Cái thời đấy là vẫn là Hà Tây. Hà Tây cũ. Hà Tây cũ. Đấy, nhưng con này nếu là 30 thì ngon nhỉ, không phải làm gì nữa. Ừ. Con này biển 30 giá nó lại khác. Đấy, nên tất cả anh em chị em mua xe dọn xe nhớ một điều nhá. Là đến với Trung Kiên là tai nghe mắt thấy tai sò. Đấy, ưng đi thử mới trả tiền. Chứ tránh như về nhà anh em nọ kia thì nhiều khi nó rất là không hay. Đấy. Thực sự là từ lúc mà anh Cao Thanh Tùng anh ấy lăng xe em lên mạng này em rất là nổi tiếng đấy. Cảm ơn anh Cao Thanh Tùng nhá. Rất nhiều người biết đến em. Đấy. Mai bác ở đây bác cần cái gì này em sẽ xử lý cho bác cái đấy. Mai này em sẽ cho thợ đánh bóng hết cái này cho bác này. Đó. Những cái bình thủy cho đánh bóng hết. Đấy chưa? Ủ dầu lại. Đấy. Ok anh nhá. Đấy thì vừa anh quay video bác đi thử hết rồi, bây giờ bác chốt rồi. Thì em quay sát vào đồ thôi. Cứ anh quay vào đồ. Đấy nhá, quay đồ này anh em này. Đấy cái khâu này khâu quan trọng này. Đấy quay vào đồ này. Đây nhá, đồng hồ đây nhá. Đồng hồ này rất đẹp này, 102 939 này anh em này. Em để lấy nét này. 102 939 này. Bác nhìn những cái góc cạnh nhỏ này này. Một cái dấu nhỏ trên này thôi là không thể thay đổi được rồi. Đấy cùng ngón tắc zin nha anh em nhá. Ngón tắc zin này. Các bạn xem nó cứ mở mở nhỉ. Đấy, bình xăng này. Yên này, yên zin này. Tay dắt zin này. Sinh nhan zin mềm nhũn anh em này. Biển số 8978 nhá. Đây, bô của bác bô đít Noel nhá. Bô này thì không thể thay đổi được rồi. Đấy, mặt rất là đẹp này. Nó mất một chỗ này này, nó theo thời gian này. Đấy, đúng không? Nếu mà làm bô mộc anh nhá. Đấy. Thụt sau là zin nhập Indo này. Vành bánh sau này Mayer zin, nắp zin, vành Indo luôn, made in Indonesia luôn. Cần số zin này. Đấy, mới tinh này. Tành tạch này. Đây anh nhìn này, nó vả lại này. Đấy, nó vả lại luôn nhá. Hơi đầu bò này. Em đang làm phun mới lại rồi. Đấy, pha đèn này. Có nhìn cái pha đèn một cái chấm nhỏ đây, biết có nhìn một cái chấm này thì không thay đổi được rồi này. Ví dụ thế. Sinh nhan zin này. Cái sinh nhan này ví dụ bác hàng này 3 triệu khi chỗ 2 triệu rưỡi nó cũng là chuyện bình thường. Đấy thụt zin này. Đấy, vành bánh mơ zin hết nhá. Đấy. Đây anh em mình có đầu bò đẹp chưa? Đây anh em phục dựng lại mới anh em nhá. Và chiếc xe này của bác Huy ở Nghệ An nhá. Đấy, bác đổi lên con xe hơn 100 triệu nha anh em. Mai em cho nhân viên nó đổ hết cái liều làm lại cho bác mới tinh luôn. Bác hiểu ý không? Rồi, nó đổ okay. Xăng nó vào. Đây chỗ này lau chùi hết cho bác. Đấy. Xem mà có gì mai em trả cho bác. Rồi rồi. Đấy, em quay cái video này nè. Những cái gì là giữ trong video rồi anh em nhá. Đấy, một lần nữa cảm ơn bác Thành. Anh em vào Thành đây. À bác Lực. Ừ. Ở đây bác Thành. Rồi rồi. Ok, okay bác nhá. Anh Thành. Ok. Okay. Rồi. Xe của sếp Lực. Quay đi. À. Sếp đây. Quay đi. Quay đi để bác đếm tiền. Đưa tiền. Ôi chết là hết mẹ. Thế nên là anh cứ gửi em mấy triệu đây nhỉ? Xong rồi mai lên anh chuyển cho em 10 triệu đi. 10 triệu bắt chuyển khoản đi cho nó lành. Ok. Hôm mai đưa lốt. Còn hết chuyển 8 triệu lần trước. Thế cũng được. 8 triệu 6 triệu. Mai em đọc số tài khoản đi. 0358. Tách ở cái nào nhỉ? MB ạ. MB. Nhà bác có ô tô vào được đúng không? Thoải mái. Bòm có 8 đi. Đúng rồi. Tối nay em cho nhân viên nó căng chỉnh hết đấy. Tối cho nhân viên chuyển tiền mua xe hả? Rồi bác chuyển ghi gì chả được. Rồi ok. Đấy chốt kèo rồi bác chuyển tiền rồi anh em nhé. Ờ Nguyễn Văn Kiên. Vâng đúng rồi. Được rồi em nhé. Vâng. Đấy quay bác thấy đẹp không? Mà chốc em cho nhân viên vệ sinh lại hết. Dán lại em ly lông mới luôn. Không, bác vẩy vẩy thôi đây này. Đây, bác nhìn này, số đi nhá. Anh biết rồi. Đấy, vẩy phép nó về mua mới là máy ngon. Còn con số tàu không vẩy được đâu. Côn cho cái côn là chính. Đúng rồi, côn nó hơi déo một tí kệ nó. Nhưng mà bảo hành cho anh nhá. Bảo hành, chốc lên cho. Xe này. Đấy, máy chưa? Vậy này. Tiến cho vào đi xử lý luôn đi. Xong lấy ly lông ra làm luôn. Để có gì mai trả sớm cho bác. Rồi. Mà nếu mà tối nay đi tối, ta đi tối luôn được. Ok. Tối được. Để cho bác tâm lý các bác vẫn sướng hơn. Ừ. Lúc nào cũng được, mai cũng được. Căn chỉnh luôn đi. Em đang thèm tiền. Hãy trả luôn tối nay cho anh ấy. Gì đấy, em đang thèm tiền. Để cho ông điện công kia xem ông có nhận luôn không thì em lên tối. Anh nếu đi thì tầm khoảng 8-9 giờ em đi thì 8-9 giờ em đi. 10 giờ đến. 10 giờ đến. Ok, nhà rộng rãi thoải mái. Bác cầm này trước đi. Thôi em cứ lúc nào lên này nhỉ. Lên mang cái xe. Hãy xử lý này đây xe ô tô nó to lắm và chở lắc lây đi được. Giấy bán xe à? Giấy bán xe. Đây giấy bán xe nó có mã số thuế, mã số kinh doanh, địa chỉ cửa hàng, chứng minh thư nhân dân, số điện thoại và viết biển số xe. Còn xong này bác thích tên ai bác điền vào đấy. Phần này phần của em điền chuẩn là được rồi. Đúng không? Còn tên ai bác thích vào tên bác cái tên ai là quyền của bác. Đấy. May mới đi không rời. Thế mày đúng rồi, mày đi như thế này còn lại luôn.
vì nó cài vào đấy nó chắc là rời bố lại đi tìm. Trông bác lên bác gửi cho em xin cái vị trí nhá. Okay. Nhà bác Linh Đàm đúng không? Em Đàm. Đến khu liền kề tên em Linh Đàm. Thế em đi trên đường cái trên cao xuống đúng không? Em đi trên cao xuống. Trên cao hết đường, hết cái đường xuống xuống Nguyễn đầu tiên đoạn xuống đầu tiên à? Xuống đầu em xuống đầu tiên đấy. Pháp Vân lên là xong là xuống đầu tiên. Đầu tiên. Đúng rồi. Xuống xong gặp qua xe đỏ trong này sẽ đang nghe đường Nguyễn Thọ đấy. Thế nhưng mà để đấy nó cấm đường như thế em đi thẳng lên xong em lộn lại một tí, đi lên vào chỗ khách sạn Mường Thanh rồi quay đầu lại. Chúng quay đầu vị trí là chú bác gửi vị trí cho em là được. Tìm về cổng trường Chua Ba Lan. Rồi. Đến nơi đứng dừng đấy. Trường tiểu học Chua Nam. Chia chia sẻ vị trí cho lực biết chia sẻ luôn. Hôm qua anh cho đúng rồi. Hôm qua bọn anh bán cả SH cũ. Đấy, bác chia sẻ cho em. Tối nay nếu gì em sẽ ship cho bác tầm 9 giờ em đi vì bọn em phải đi muộn. Ok. Em bọn em rất là bận, bọn em phải căn giờ bọn em đi. Hôm qua anh này bán cả SH cả các lây. Ui giời. Thực ra nếu mà chơi xe mới này thì các bác em bảo rồi cứ trải nghiệm thôi. Còn sau này vẫn phải chơi xe mới. Chưa mộng hơn 200 hôm qua bán nhưng vẫn được giá. Được giá không? Được hơn 200 đúng không? Không. Nó cũng để chơi mấy năm rồi. Thì em mua 7 năm rồi. Thế của bác là đời cao gì? Đời 11, 12. Xe anh đời 12. À đây là nó lấy vị trí này là lô 12 dịch vụ. Bác gửi cho 9. Em chưa? Đấy bác chuyển tiếp cho em. Thế là 1 giờ 8 phút. Một tiếng à? Nếu mà đi là một tiếng, mất một tiếng. Vì em lên đấy thì em phải lấy một con xe về dọn nữa. Và lấy một con xe ở Đông Trù nữa. Hai con xe ở Đông Trù, cầu Đông Trù. Từ đấy sang cầu Đông Trù xe không bác? Sang Đông Trù thì cũng qua cầu Long Biên cũng đi ngược lại cầu Thanh Trì thôi. À, quay lại cầu Thanh Trì thôi. Cũng vẫn đấy, đấy lại lên đường ấy lên luôn. Xuống đường lên đường ấy. Vị trí chỉ đường này nó lại thế này đây. Không, đây em bảo bác, nó là bản đồ. Đây nhá, của bác là bản đồ rồi, thấy chưa? Thế thì do bác thôi nhá, đây này em bảo cho. Bác vào bản đồ đúng không? Đây nhá, bác chuyển sang Google Map nhá. Thả là bao nhiêu người không hiểu đây. Zalo đâu? Đây Zalo đây. Đây đây đây. Đây nhá. Bác mở ra đi. Đây nhá. Đây này. Đây nhá, cái này là bản đồ đúng không? Bác ấn vào đây này. Bác chuyển cái này sang Việt Map. Đấy, sang Việt Map luôn nhá. Bảo sao các bác đi chả không chuẩn đây. À. Ôi giời ơi, công nghệ đấy. Bao nhiêu người bị như thế rồi. Đây đây đây, thế bây giờ nhá, anh vào này. Rồi. Anh tì tay này. Ta ấn vào bản đồ thành chữ Việt Map. Đấy, ấn bản đồ vào Việt Map thì nó sẽ dùng map. À. Vì bác này bác gửi Việt Map. À. Đấy. Quái anh là gửi Việt Map à? Đấy, gửi bản đồ. Đấy, quái anh nãy gửi sang là Việt Map à? 55 cây. Đấy, gửi bản đồ. Thế này vị trí bản đồ. Thì bây giờ anh ấn thế này. Đấy. Cái này của bác không có. Ở đây bản đồ đây, đây. Bác để chỗ độ Việt Map. Đấy. Rồi, mở. Đấy, thì nó đi cho phép hết. Thấy chưa? Ừ. Đi đi bác đi thử đi. Đấy. À, rồi. Hồi chưa? Nãy bao nhiêu người đi tìm nhà em thì không tìm được. Đúng rồi, đúng chỉ chắc. Cứ bảo sao? Nhiều người bảo em tìm còn sang tận bên sông chưa? Không biết tìm. Cái này bọn em là mất như quá nhiều cái bực mình trong người rồi mới tìm thì hiểu ra được. Đúng rồi. Nhiều mà ta cũng gửi cho mày nhưng bao nhiêu người mới tại sao thằng kia vào VMAP, thằng này vào bản đồ. Đấy. Rồi đi, thế em mình về nhỉ? Ok. Đi. Rồi, cảm ơn hai bác nhá. Chốt kèo thành công. Rồi, chốt kèo thành công. Em sẽ cố gắng em đi tối để em lấy tiền về. Thì thực ra hôm nay đúng rồi. Giấy tờ chú đấy nhá. Hôm nay cũng được, hôm nay 19. Giấy tờ chú đấy nhá. Vâng. Tiến lên làm cẩn thận các bác, vệ sinh các thứ làm ngon lành đi. Làm ngon lành cho anh nhá. Để chống nó chở cho bác, kẻ bình xăng nhá. Những cái ấy tem ấy cắt hết vợ đi. Anh cứ đi độ và 1-2 năm anh lại bán lại. Đấy, lại đổi. Ok. Anh về nhá. Vâng. Chào nhá. Đấy. Hẹn các bác tối nay. Đấy, bọn anh đi mua xe nó nhanh. Nhanh gọn. Nó không mua lòng vòng. Nhanh mà con xe này được bác mua được cũng là đỏ. Mua hắc lây, chơi hai đời hắc lây rồi. Vâng. Mua như bán nhanh nhá. Bác đi vòng ra luôn nhá, đi vòng ra luôn. Đi về nhá. Vâng. Đấy, tối nay cứ theo vị trí em điện cho bác. Nhìn bác dùng xuân thoại biết đấy là ngon rồi. Đó nhá. Chốt kèo nhá anh em nhá. Đấy, xe của bác Huy đã bán rồi, bác Huy nhá. Xe đã bán rồi. Ok, chào tất cả anh chị em. Anh chị em nhu cầu mua xe, dọn xe theo dõi trung kiên, hỗ trung kiên nhấn mạnh không nhắn tin. Hãy kết bạn Zalo với em qua số 0778 24 498 hoặc 0358 444 888 nhá. Đến nhà em là tai anh em mắt thấy tay sờ và xuống tiền. Đấy, chào anh em.